Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay các bạn cùng mình đi tham quan phòng ướm phôi dã chiến các bạn nhé. Tại sao lại gọi là phòng dã chiến? Vì phòng này dùng để trông nấm các bạn ạ. Còn phòng ướm chuyên dùng nó khác cơ. Nhưng phòng này mình có thể tận dụng một công đôi việc ạ. Có thể là ướm phôi nhưng cũng có thể là để dùng để nuôi trồng luôn. Phôi này chuẩn bị đủ tuổi để mình đưa ra nuôi trồng đấy các bạn nhé. Toàn bộ phôi đã hóa nấu đều. Với một cái phôi như thế này là đạt tiêu chuẩn các bạn ạ. Giai đoạn ướm phôi này nhiệt độ thích hợp từ 21 đến 25 độ C. Phòng này chứa tối đa là 24.700 phôi. Mời các bạn cùng tham quan toàn bộ phòng ướm với mình nhé. Đây là cái lô cậy ngày 12 tháng 3 các bạn ạ. Mà hôm nay là ngày 15 tháng 5 năm 2021 các bạn nhé. Vậy là lô phôi này được 3 tháng 3 ngày tuổi. Các bạn thấy thích không? Nó đều 100% luôn. Đây mình quay phía trên cho các bạn xem này. Toàn bộ phòng này là 24.700 phôi các bạn. Khí sẽ với chúng ta để có khoảng cách nhất định. Các bạn nhìn thấy sướng con mắt không? Nói chung ở giai đoạn ướm ấy thì mình chỉ để cần để ý thứ nhất là nhiệt độ, thứ hai là ánh sáng, thời gian chiếu sáng và nồng độ CO2. Mặc dù được cài đặt tự động nhưng mà mỗi ngày bọn mình sẽ kiểm tra một lần. Từ tuần thứ nhất, thứ hai thì rất là nhàn, nhưng từ tuần thứ ba trở đi phôi hô hấp rất là mạnh nên nhiệt độ lên xuống thất thường. Nên mỗi ngày một lần để phải đều đặn kiểm tra và điều chỉnh hợp lý. Bạn có thể quan sát thấy phía trên là toàn bộ hệ thống thông khí. Còn những cái thanh sắt ngà màu đen đấy, nhựa màu đen đấy là hệ thống tưới. Hệ thống tưới này chỉ áp dụng khi đưa ra nuôi trồng nha các bạn. Vì phòng mình gọi phòng này là phòng dã chiến. Đây mình quay gần cái phôi cho các bạn có thể quan sát dễ hơn này. Đấy, có một màu nâu đông nhạt nữa. Đấy, có những đụm trắng này thôi. Như thế này là phôi rất là chuẩn, rất là đạt luôn. Phôi đều 99% luôn nha các bạn. Đấy, các bạn có thể trực tiếp quan sát thấy này. Phôi rất là đẹp luôn. Phôi nào cầm lên như phôi nào. Đấy. Còn 7 ngày nữa là mình sẽ túi ni lông để chuyển sang cái giai đoạn nuôi trồng. Ten ten, các bạn sắp được xuất chuồng rồi nha. Đây, hệ thống máy đã được thiết lập. Nhiệt độ ban ngày là 25.5, còn ban đêm là 21 độ C. Đây là hệ thống khí đó các bạn. Đó, một máy rất là to, chạy dọc dài theo anh phong luôn. Các bạn quan sát thấy phía đầu này cái phôi đang còn trắng một nửa đúng không? Phôi này cậy rỗng ngày 27 tháng 3 mà hôm nay 15 tháng 5. Tức là vừa tròn 2 tháng rưỡi luôn. Đấy, thì đấy là cái phôi mà vừa tròn 2 tháng rưỡi nó sẽ như thế này. Phôi nó mới hóa nấu một phần. Đấy, bây giờ mình lại quay cuối nhà lại đâu phía đầu nhà đấy. Thích không các bạn? Đó, nó rất là đều luôn. Mình để có cái khoảng cách như thế nha các bạn. Đừng có để sát quá. Đây nhìn từ trên xuống. Gian này có 7 tầng. À đây, để kiểm tra nhiệt độ giữa phôi nha các bạn. Cắm cái nhiệt kế vào à, quan sát xem bao nhiêu nào. 25, 26. Vậy là 26 độ là hơi cao nha các bạn. Giữa phôi nó dao động từ 20 đến 25 độ C là vừa đẹp. Chuẩn bây giờ mình quay là buổi chiều đấy. Lát nữa buổi tối thì nhiệt độ trong phòng sẽ xuống hạ xuống 20 nên là nhiệt độ nó sẽ hạ xuống theo các bạn.
phổi ở giai đoạn này nó hô hấp trao đổi mạnh lắm các bạn, nên là nó làm cái nhiệt độ trong phổi nó tăng và nhiệt độ khiến cho nhiệt độ phong cũng tăng. Cho nên là khi mà làm phổi mà với cái lượng phổi lớn như thế này thì cần phải có máy móc thiết bị, chứ không thể là không có máy móc thiết bị rất là nguy hiểm. Nếu nhiệt độ để quá cao thì cái hơi sợi nấm nó sẽ bị yếu đi và có thể bị chết nha các bạn. Nhìn rất là đồng đều luôn đó, nhìn toàn bộ cái đường đi ạ. Thực ra bên mình thì có cái nơi ươm phôi, trung tâm ươm phôi riêng, nhưng đợt này nó đang cao điểm nên bên kia nó hết, nó đầy phòng, nó phải chuyển sang tạm thời đấy. Thôi hôm nay mình quay đến đây đấy các bạn. Hy vọng là chúng ta có thể giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau. Chúc các bạn một ngày vui vẻ nha. Bye bye.